Chào các bác nhé. Đây cho các bác xem cái tầng mái nhà em này. Đấy, trời đang mưa, ngoài trời đang mưa rất to và nước nó đang thấm từ bên ngoài mặt tường ngoài vào trong. Đấy, thành vũng nước và nó nhỏ vì trần nhà em ấy nó bị nứt nên nó đã nhỏ xuống. Còn đây, bên trên thì mái tôn đã làm hết rồi. Hoàn toàn không có nước từ trên mái tôn xuống nhé. Mái tôn em đã xử lý rất là kỹ càng rồi. Đấy. Nước không nhỏ từ trên mái tôn xuống đấy, các bác nhìn này, các cái con ốc ước là em đã gọi là vít keo ở bên ngoài hết rồi. Nước bây giờ hiện tại là đang thấm ngang nhà, thấm thấm từ bên ngoài đấy. Bên ngoài cái chỗ đấy nó có cái bờ mi khoảng độ 10 cm, đây nó ngấm ngược từ ngoài vào trong mà thành cái vũng nước to như thế này và nhỏ thẳng đến tầng dưới đấy, đang đêm nước ngủ nhỏ vào mặt, thế là phải bật dậy để xem nhà mình nước ở đâu nó vào đấy. Thế nên leo lên tầng thì thấy thấy nước tạo thành vũng lớn như này đấy, đang rất là bực mình luôn, thợ xây nó hơi chán một tí. Mẹ thợ ở nhà mình này, xi măng trộn với lại bìa các tông à mấy chỗ rồi. Đây này, bảo sao mẹ nó thấm nó ngấm nè. À, mấy mảng chắc đây là cái bao xi măng nó rạch ra xong là nó không vất đi, nó trộn cùng cát với lại vữa chát cho nhà mình. À, tường thấm đây tầng 3 chứ không phải tầng 1 nhé. Tầng 1 thì bảo nó thấm từ dưới trên tường nó lên, lên tầng 3 thì nước ở đâu? Nước ngoài vào thì nước ở đâu? Mẹ thợ làm đến lúc hỏng người ta chán, người ta không muốn gọi. Đây thợ cho mình nhá, bê tông đây, bê tông đây các bác ạ, bê tông nhà được tròn đúng 1 năm vừa hết bảo hành, 12 tháng xong làm một đường như này, bê tông chèm nhé các bác nhá, bê tông chèm sắp sơn. Các bác xây nhà thì né cái loại này ra nhá, bê tông chèm, số điện thoại sau mình tìm mình up lên cho các bác né rồi. Mẹ cả đời dành dụm làm được ngôi nhà nó làm như này. Giờ chủ nhà mẹ tự nghiên cứu công nghệ mà tự sửa. Éo hiểu. Vữa thì cấp phối chỗ thì đặc, chỗ thì vụn. À. Chỗ thì rất là cứng nhá, mình phá biết chỗ rất là cứng. Chỗ thì mẹ lấy móng tay cậy ra. Đéo hiểu kiểu gì, chỗ nào cứng thì nó sẽ không bị thấm, còn chỗ nào mà kiểu bà vụn bánh đa thì đấy, coi nhìn này, cái vết đen đen như tường này là vụn bánh đa, tí em lấy móng tay em cậy cho các bác xem nhá. Chào các bạn nha, lại là mình đây, kênh của mình chuyên về cái các vấn đề tự làm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm chống thấm. Chống thấm thì nhà bác nào nhà tường cũ hoặc là mới xây cũng đều rất là đau đầu về cái vấn đề chống thấm này. Hôm nay mình vừa thử nghiệm ở đây thì mình muốn chia sẻ đến các bác thêm một cái lựa chọn. Thì đây là cái sản phẩm gì? Sản phẩm của Sotin. Đây là hàng Việt Nam nhá, không hàng nước ngoài đâu. Hàng Việt Nam, xuất xứ Việt Nam. Đây. Mình thì mình dùng cái sản phẩm CT04 này. Thì mới dùng thì mình cũng thấy khá hay nên mình chia sẻ. Thì các bác nào mà quan tâm đến chống thấm thì có thể tham khảo cái video này. Bởi vì trước khi mua cái sản phẩm này mình lên mạng search thì cũng rất ít thông tin. Mà tuy nhiên sau khi sử dụng thì mình thấy cũng được đây, có cả tem chống hàng giả đây. Mẹ xuất xứ Việt Nam nữa nên mình cũng ủng hộ và mình thử dùng và muốn giới thiệu đến các bạn. Thì cái này thì mình mới sử dụng được khoảng 1-2 ngày nay thôi. Thì thấy nó cũng ổn. Còn về tương lai, khi mà các bạn xem video này nó cách khoảng độ 1 tháng, 1 năm mà các bạn muốn mình quay lại cái video sau 1 năm sử dụng nó như nào thì các bạn cứ nhắn cho mình. Còn đây là sau 2 ngày. Đây, các bạn nhìn nhé. Cái sản phẩm, cái bên Sotin này thì nó có nhiều thành phần, nhiều sản phẩm lắm. Như ở trên này này, trên này. Các bạn nhìn cái tường của mình nhé. Đây. Cái mà màu trắng ấy ở bên dưới, từ dưới gốc đi lên ấy,
màu trắng đấy, đấy chính là gì nhỉ, vữa chống thấm, tức là nó vữa 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 như kiểu vữa mình xây ấy, nhưng nó có thêm cái thành phần chống thấm, mình khi mình mà chát cái ốp cái vữa, chát cái vữa này lên tường thì mình không cần phải sơn chống thấm nữa. Đấy mình đang thử nghiệm cái sản phẩm vữa chống thấm ở đây. Còn bên trên cái chỗ mà thâm đen đen kia đấy là nước đấy các bạn ạ. Đấy là cái tường vữa bình thường. Khi mình xịt nước vào nó sẽ ngấm vào tường nó thành màu đen. Còn bên dưới mình xịt nước vào đây các bạn nhìn nhé. Vữa chống thấm. Đấy. Vữa chống thấm. Thì cái sản phẩm vữa chống thấm này tiện video này mình quay luôn cái bao bì các bạn xem. Đây. Bao bì đâu nhỉ? Ai, vữa chống thấm này. Vữa chống thấm đây, bao bì đây, 25 cân. Đây, hàng Sutin nhá. Đấy. Sutin Việt Nam, Sutin Việt Nam. Thì cái vữa chống thấm này thì dùng cũng khá là tốn kém với lại hao đấy. Đây, các bạn nhìn này. Một bao đấy mình làm được một cái đường ở bên dưới này thôi. Mình cái đường mà vữa nó màu sáng sáng bên dưới chân chưa đấy, một bao đấy thì mình làm được đúng một cái đường đấy, khá là hao. Đây, được khoảng 20 cm, độ dày thì khoảng độ dày thì mình khi mình đục cái tường này ra thì mình, độ dày nó trung bình khoảng 3 cm khi mình làm cái đường vữa này. Ok, thì đấy là vữa chống thấm. Còn trên là trên mình không làm vữa chống thấm, mình dùng vữa thường thì các bạn nhìn thấy nó thấm chưa, thấm đen đen gì đấy đấy. Còn kết hợp với cái sản phẩm đây nền nền bê tông nhé, bê tông nhà mình, bê tông nhà mình thì sau khi mình sử dụng cái CT04 này thì nó như này đây, các bạn nhìn mình đổ nước vào này sau 2 ngày nhá. Đấy, đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, hay chưa? Đấy. Sao? Như kiểu là hiệu ứng lá khoai các bạn thấy không? Đấy. Đây là sàn bê tông nhé. Đấy, các bạn nhìn này, nhìn rõ sàn bê tông chưa? Chưa lăn một lớp sơn chống thấm nào. Đấy. Sàn nguyên đấy. Còn đây là vữa chống thấm này, vữa chống thấm thì các bạn nhìn thấy giọt nước đây chưa? Nó cứ đọng đọng ở trên này thôi, đấy, nhưng nó không 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 thấm. Còn đây là đâu nhỉ? Để mình thử cái loại khi chưa 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 xịt CT04 nhá. Thì đây, cái nền nhà chưa xịt CT04 này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chúng quay lại gần hơn. Đấy, nó thấm hết xuống nền nhà này không? Đấy. Còn đây là chỗ CT04 này, các bạn nhìn này. Đấy. Thần kỳ chưa? Đấy, không biết là nó được lâu không? Thì theo cái nhà sản xuất ấy họ giới thiệu cho mình thì nó phải được 5 năm. Nên là mình mới làm cái video này, thì khi mà các bạn có nhu cầu ví dụ như 1 năm 2 năm sau muốn mình quay lại xem nhỉ? Muốn mình quay lại cái thành phẩm này sau khoảng 2 3 năm xem nó còn tốt được như thế này không? Nó còn được như thế này không? Thì mình sẽ làm cái video sau nhé, nếu các bác quan tâm. Còn hiện tại thì sau 2 ngày sử dụng thì mình thấy nó như thế rồi. Thì cái CT04 này nó rất dễ thi công này, các bạn chỉ cần một cái bình xịt này thôi, bình xịt này thôi, thì theo xịt theo cái định lượng của người ta, tức là một cái lọ này thì nó sẽ được 5 m², một cái lọ này được 5 m², thì các bạn nên xịt được khoảng 2 lớp. Đây, mình thử luôn các bạn nhé. Nhà mình thì cái đợt đội xi măng, đội 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 bê tông nó làm vớ vẩn nứt sàn các thứ nên mình đang phải thử nghiệm. Đây là cái mình gia cố sàn của bên khác, không phải của Sutin mà của bên Gison trong Đà Nẵng, thì mình đang thử nghiệm thôi. Nếu mà thành quả mà ok thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau. Đây. Còn đây là khi mình test cái sản phẩm CT04 mình xịt lên tường này. Các bạn nhìn phân biệt rõ luôn được chỗ nào mình đã CT04 với chỗ nào chưa nhé. Này. Đấy.
Đây, chỗ này rõ nhất rồi. Được chưa? Rồi ra xả nha. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Chỗ nào mà không xịt CT04 ấy, nó sẽ thấm vào tường thành cái màu đen xì này, đấy nước này. Nước có thấm này. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy nước có thấm vào tường chưa? Còn chỗ mà xịt CT04 ấy, đấy, nước có đọng lại giọt như này. Rất hay. Đọng lại giọt hiệu ứng lá khoai, nếu mà xịt nhiều nó sẽ tự chảy xuống. Còn đây là nó thấm hết vào tường. Đấy. Quay ra xa để các bác nhìn rõ hơn nhé. Được chưa? Rồi, tiếp theo mình lấy cái ca nước mình hất để cho dễ nhìn. Đấy nha, mình hất nước nha. Được chưa? Đấy, bên nào mà xịt CT04 nó sẽ màu trắng ấy. Gần như không đổi màu luôn, còn bên nào mà không xịt nó sẽ đen lại. Này, nước còn thấm. Thấm đen xì rồi này. Đấy. Nghe rõ tiếng hút nước vào, lưu diu. Đấy. Thần kỳ không? Đấy. Lấy quả CT04 thì hết kẹt cái nước mà nước gần như nó không bám được nhiều, nó cái nào nó chảy hết trong đất này. Đấy. CT04 thì cái CT04 này thì các bạn có thể theo như hãng quảng cáo là có thể chống thấm ngược này, hoặc là chống thấm được ở bên ngoài vào là tốt nhất. Ví dụ như mình phun từ bên ngoài tường vào thì đảm bảo là ok luôn, không cần phải sơn chống thấm nữa. Nhưng mà cái này nó khá đắt tiền. Một cái lọ kia, một lọ này mình mua bao tiền thì không nhớ rõ. Mình mua, các bạn có thể lên cái trang web của người ta xuất giá nhé. Mình mua lẻ nó là 200 mấy một lọ mà được có 5 m². Đấy. Thì nó khá là đắt tiền. Còn không biết chất lượng có được lâu không thôi, nhưng mà mình thấy thế này là ok đấy. Nhưng mà nó hơi đắt tiền. Đấy. Còn đây lớp vữa chống thấm mình thấy cũng ổn. Lớp vữa chống thấm này rất phù hợp với cái nhà bạn nào mà ví dụ như xây nhà mà giáp ranh giữa hai nhà mà mình không sơn được, không chống thấm được tường bên ngoài, thì mình sẽ dùng cái lớp vữa này để mình bả lên, gọi là ốp lên cái tường bên trong nhà mình để cho nước bên ngoài nó không thấm ngược vào trong, rất là hiệu quả. Chứ còn nếu mà dùng vữa thường này, nhà mình dùng vữa thường kia, cái vữa thường kia bên ngoài nhà mình kia là ốp gạch men, thế là nước nó cứ ngấm vào các mạch gạch, mỗi lần mưa là nó ngấm vào đen xì như này này, thì dưới chân này là ngấm nhiều nhất. Đấy. Thế là mình đục thử một cái đoạn ở dưới chân ra, mình ốp cái vữa chống thấm vào để xem nó có ok không. Thì đợi hôm nào mưa to thì mình lại quay thêm cái video. Còn bây giờ mình mới thi công được 2 ngày thôi, thì mình xịt nước và thấy rất ok. Còn không biết là chống thấm ngược nó có ổn không, để mình test đã. Thì nước ở bên hiện tại thì mình xịt nước vào đây thì nó không thấm được rồi. Nhưng mà cái nước mà ở cái đằng trước này nó rỉ vào trong thì không biết nó có vào trong không. Đấy. Còn nền nhà mình đấy, các bạn nhìn nhé, nó kín như thế này thôi. Trên mái tôn mình xử lý hết mái tôn rồi, nhưng mà cái chân tường này thợ làm kém ấy, mỗi lần mưa là nước nó cứ từ trong nó hắt vào trong, nó rỉ qua cái lớp vữa thường ngày trước, nó chảy thành một vũng nước đầy lên cái sàn mái này ở nhà mình đấy. Thế nên mình có thể đục hết cái lớp vữa thường đi để mình làm cái lớp vữa chống thấm này để xem nước nó còn chảy vào không. Thì phải trận mưa to lần sau mình mới test được. Thì các bác cứ theo dõi kênh của mình. Nếu mà các bác muốn xem cái thành quả mà sau khi mưa to thì các bác cứ nhắn ở bên dưới nhé. Thì nhà bạn nào mà đang bị thấm dột chống thấm mà quan tâm đến chống thấm, có thể nhắn tin ở bên dưới phần comment, mình có thể tư vấn cho các bạn miễn phí nhé. Bởi vì nhà mình rất biết về cái chống thấm này, mình rất đau đầu, mình đã tìm hiểu nhiều rồi. Thì cái thời gian mình tìm hiểu đấy thì mình có thể chia sẻ cho các bác nhanh hơn là các bác đi tìm hiểu. Các bác đi tìm hiểu trên thị trường này nó muôn ngàn cái loại sơn chống thấm, các kiểu chống thấm. Nhưng mà cái nào nó phù hợp nhất với nhà mình thì lại phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Thì đây là em đã tìm hiểu trước rồi, em thử nghiệm rồi. Thì cái nào ok thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác. Đấy. Đây, số tin 04.
giá thành cao lắm, không biết là kiểu mua nhiều hoặc là làm mua kiểu kiểu đại lý thì không biết nó có rẻ hơn không. Chứ còn kiểu này thì nhà nghèo như em khó chơi hết lắm. Đây em mới chỉ xịt thử một cái bức tường này thôi, bức tường này nó ngấm nhiều mà, em xịt thử thôi. Xem ok không thôi. Chứ còn nếu mà chơi hết toàn nhà này thì cũng to tiền đấy. Thế các bác nhá. Đây. CT04. Thi công thì rất đơn giản nha, cứ cái bình xịt tưới cây mình đứng mình xịt thôi. Để làm sao cho cái chất CT04 này nó trải đều trên cái bề mặt tường. Thế là xong, rất đơn giản, xịt một lớp ai cũng làm được nha. Không cần phải thợ sơn chuyên nghiệp. Đấy. Còn đây là cái sản phẩm mà em đang thi công của bên Gison. Đây, cái đường nứt của mái đây. Đấy, hiện tại em đang chám lại bằng bằng cái công nghệ của bên Gison của anh Trung ở trong Đà Nẵng. Trung Đà Nẵng, Gison. Đây là GS1 này. Để xem về vấn đề thời gian xem thế nào. Cứ để khoảng 1 tuần đi, xong mình đổ nước ở đây mình test thấy không? Nước nó không ngấm xuống, không nhỏ giọt xuống bên tầng dưới là ok. Còn đây cái chỗ này là trước mưa nó chảy từ ngoài vào đây mà nhỏ xuống dưới thành 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 chậu, thành xô mà mang ra mà hứng luôn đấy. Còn đây giờ chống thấm rồi. Đợi cho nó khô hoàn toàn này, khô hoàn toàn. Sau đấy mình sẽ đổ nước và mình test xem thế nào các bác nhé. Ok, chào các bác.